Xin chào các bạn, đây là sợi kép giữa PC ra LANIN của Mophie. Nó có chứng chỉ EFI của Apple và hỗ trợ sạc Power Delivery. Từ khi mà Apple họ cung cấp cái chứng chỉ EFI cho các hãng làm cái sợi kép giữa PC ra LANIN á, thì có rất là nhiều hãng đã làm rồi. Tuy nhiên mình chọn cái sợi này của Mophie. Thứ nhất là nó được bán trên website của Apple. Thứ hai là từ trước đến nay mình biết Mophie họ làm ra sản phẩm hoàn thiện, nhìn tổng thể rất là đẹp. Và hai cái đầu này nó được bọc bằng nhựa rất là dày, cùng với đó thêm hai cái phần ron kim loại bao quanh thì nó tạo điểm nhấn. Cái phần thân sợi kép được bọc bằng vải dù hoàn toàn thì cảm giác sờ lên phần vải dù này nó khác hoàn toàn so với cái việc sờ lên vải dù của các cọng kép khác ngoài thị trường. Nó rất là mịn và mềm, nó không như cái cảm giác thô và cứng như các cọng kép khác. Thì tất nhiên khi mà các bạn trên tay rồi, các bạn mới cảm nhận được cái độ hoàn thiện tốt và chắc chắn của cái sợi này. Mình mới mua hôm qua thôi, nhưng mà mình cảm nhận là nếu mà xài một thời gian thì nó sẽ bền hơn và đẹp hơn cái sợi của Apple. Thì đây mình đang có một cái sợi USB-C LANIN cùng Apple. Nó mềm hơn, nó không có cứng kép và chắc chắn như cái sợi này. Nó rất là dễ dơ, mình nhớ không lầm là hồi đó mình mua khoảng một tuần thôi mà nó bám bẩn rất là nhanh. Như bạn có thấy đây, nó không còn là màu trắng nữa. Về sạc Power Delivery thì nó sẽ sạc tối đa công suất là 18W cho các thiết bị iPhone 8 trở lên. Và cùng với đó, các bạn có thể kết hợp với lại cục sạc MacBook cổng C để sạc nhanh không chỉ cho iPhone mà còn có thể sạc nhanh cho iPad nữa. Và nếu mà các bạn có sử dụng cái MacBook cổng C thì nếu muốn truyền dữ liệu hay sạc nhanh gì đó, chỉ việc cắm trực tiếp thôi mà không cần phải có adapter chi rườm rà. Thì cái sợi Mophie này mình thấy đang bán cho website Apple là $20. Tuy nhiên mình tìm ở Việt Nam thì chưa thấy ai bán hết. Mình may mắn tìm được một bạn trên group tinh tế có nhập về và bán với giá 550. Thì mình nghĩ khi mà sau này Mophie họ bán đại trà này ở Việt Nam thì giá cũng khoảng tầm 500 đến 550 thôi. Thì đây là một cái sự lựa chọn tốt mà mình khuyên các bạn nên mua nếu mà các bạn không muốn xài sợi của Apple. Còn nếu bạn nào giống mình đang có sợi của Apple rồi thì nên mua thêm một sợi này nữa để secure. Xin cảm ơn các bạn.